À, thưa quý vị và bạn trong những nhiều ngày qua thì xung quanh câu chuyện về nam công chức tại sở văn hóa thể thao thừa thiên huế mặc áo dài ngũ thân gây nên những ý kiến trái chiều trong dư luận một số ý kiến của các chuyên gia thì cho rằng có nhiều cách để bảo tồn áo dài như là việc thử nghiệm của sở văn hóa thể thao thừa thiên huế thì đang triển khai cũng là một trong những cách đó. Và mới đây thì giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định bỏ tiền may áo dài ngũ thân để nam công chức trong sở này mặc vào thứ hai hàng tuần. Và sở này cũng cho biết đó là nam công chức mặc áo dài ngũ thân là để phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Được biết, mỗi bộ áo dài ngũ thân giá khoảng 800.000 đồng được nhà thiết kế, đơn vị may và đích thân Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế bỏ tiền may cho các nam công chức mặc. Bên cạnh rất đông ý kiến của người dân ủng hộ khuyến khích việc làm của Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế, thì cũng có nhiều ý kiến trái chiều phản đối vì cho rằng đàn ông đã mặc áo dài thì lỗi thời, mặc đi làm sẽ không hợp và bất tiện. Có ý kiến lại nói rằng may bộ áo dài ngũ thân sẽ rất tốn kém và gây lãng phí. Tuy nhiên, theo Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế thì việc làm này được tham khảo ý kiến của cán bộ nhân viên. Sở này quyết định chọn thứ hai đầu tuần mỗi tháng, khối cơ quan văn phòng sẽ mặc áo dài, trong đó cán bộ nam mặc áo dài ngũ thân. Và đây là chủ trương khuyến khích chứ không ép buộc ai. Việc mặc áo dài đối với cả cán bộ công chức nam và nữ chỉ khi dự lễ chào cờ. Sau khi chào cờ xong thì mọi người có thể thay áo dài, mặc áo sơ mi đối với nam để tiếp tục làm việc. Liên quan đến việc này thì ông Bạch Trân Đông, Giám đốc Sở Đội vụ Tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng đây là những hình ảnh đẹp, góp phần phát huy giá trị truyền thống của báo dài của dân tộc và được biết rằng hiện ở Huế chỉ có khoảng từ 2 cho đến 3 cơ sở có thể may được áo dài ngũ thân truyền thống. Vì vậy, việc mà họ hỗ trợ miễn phí là nhằm mục đích cùng chung tay với sở góp phần phục hồi tôn tạo lại những giá trị truyền thống của những chiếc áo dài mang đậm dấu ấn của người Việt. Trả lời báo chí mới đây thì họa sĩ Lê Thiết Cương, một họa sĩ đương đại thành danh nhờ đứng trên đôi chân vững chắc của truyền thống về câu chuyện bảo tồn di sản và phản biện xã hội thì cho rằng cách làm của Sở Văn hóa Thể thao từ Thiên Huế có thể là một cách làm hay đáng khuyến khích bởi nó đưa chiếc áo dài sống được trong đời sống thực chứ không phải là đưa nó vào trong tủ kính, dọ đèn vào để chiêm ngắm như trong bảo tàng. Tuy nhiên, sự phản biện từ dư luận xã hội là rất tốt, cần thiết cho sự phát triển và chỉ có điều là hiện nay sự phản biện phù hợp, xây dựng rất ít, phần nhiều là phản biện quá tay, không nhiều chiều và chưa lật qua lật lại vấn đề.